Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo các chuyên gia chân thiên học ấy, thì con người sinh ra trên trái đất tại mỗi thời điểm khác nhau sẽ có ảnh hưởng nhất định của các thiên thể và các bức xạ mặt trời. Điều này sẽ dẫn đến là tính nết này, cốt cách này và vận số của mỗi người sinh ra ở mỗi khoảnh khắc thời gian nó sẽ khác nhau và sẽ có những cái đặc trưng riêng. Chỉ số ngày sinh nó là một cái chỉ số nói lên cái tài năng đặc biệt và cái năng lực đặc biệt của con người. Nó là một món quà tuyệt vời của vũ trụ gửi đến cho các bạn. Các bạn hãy hình dung nếu mà ai trong chúng ta cũng có ngày giờ sinh cụ thể và ứng với mỗi ngày sinh thì chúng ta sẽ nhận được một cái nguồn năng lượng nào đó từ vũ trụ gửi đến chúng ta một cách khác nhau, đúng không ạ? Và nó là một trong những cái dạng tài năng đặc biệt và chúng ta cần phải xem xét. Và trong cái phép qua ngày sinh ấy, thì chúng ta sẽ có 6 cột, đúng không ạ? Thái dương nhật, thái âm nhật, thiên phụ nhật, thiên mẫu nhật, thiên đế nhật và thiên hoàng nhật. Thì mỗi cái cột ngày sinh này nó tương ứng với một cái ngày sinh khác nhau, đúng không ạ? Mỗi cái ngày sinh nó lại gì? Tương ứng với một ngày sinh khác nhau. Ví dụ như thái dương nhật thì sẽ bao gồm những người sinh vào ngày mùng 1, mùng 7, ngày 13, ngày 19 và ngày 25. Cột thái âm nhật là những người sinh vào ngày mùng 2, mùng 8, ngày 14, ngày 20 và ngày 26. Cột thiên phụ nhật bao gồm những người sinh vào ngày mùng 3, mùng 9, 15, 21 và 27. Cột thiên mẫu nhật thì bao gồm những người sinh vào ngày mùng 4, mùng 10, 16, 22 và 28. Cột thiên đế nhật bao gồm những người sinh vào ngày mùng 5, 11, ngày 17, ngày 23 và ngày 29. Và cuối cùng là cột thiên hoàng nhật bao gồm những người sinh vào ngày mùng 6, ngày 12, ngày 18, ngày 24 và ngày 30. Thì tương ứng với mỗi cái cột ngày sinh này thì chúng ta sẽ có một cái tính cách khác nhau, sẽ có một cái vận số của con người cũng sẽ khác nhau. Nó tương ứng với gì? Với những ngày sinh này, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta xét về ý nghĩa của từng cái thái dương nhật, từng cái ngày sinh, đúng không ạ? Thái dương nhật là gì, đúng không ạ? Thái âm nhật là gì? Thiên phụ nhật là gì? Thiên đế nhật là gì, đúng không ạ? Và thiên hoàng nhật là gì? Đó. Thì đầu tiên chúng ta xét về những người sinh có ngày sinh là gì? Ngày thái dương nhật. Ngày thái dương nhật, đúng không ạ? Nếu mà sinh vào cái ngày thái dương nhật ấy thì là những người có lòng trong sáng, có nhiều cái phước lộc, có nghề nghiệp ổn định. Bằng không có nghề nghiệp thì cha mẹ sẽ mất sớm, đó. Đó là những người sinh vào thái dương nhật. Thì bao gồm ngày mùng 1, mùng 7, 13, 19, ngày 25. Tiếp theo chúng ta có cột thứ hai là cột thái âm nhật. Nếu mà những người sinh vào ngày thái âm nhật ấy, thì là những người thường đi xa xứ. Đấy. Những người này thì được nhiều người kính trọng và yêu quý. Thường là những người mà sinh vào cái ngày sinh thái âm nhật ấy, thì 36 tuổi, thì khoảng thời gian là 36 tuổi, thì cứ vận thế nó đi lên. Đấy, và làm ăn cực kỳ là phát đạt. Đó, cực kỳ là phát đạt. Thì những người sinh vào ngày thái âm nhật bao gồm những ngày mùng 2 này, có ngày sinh là ngày mùng 2 này, ngày mùng 8 này, ngày 14, ngày 20 và ngày 26, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xét đến cột thứ ba là cột thiên phụ nhật. À, những người mà sinh vào ngày thiên phụ nhật ấy là những người lớn tuổi thì có nhiều của gì? Và cái số này là sống lâu. Và gì? Những người này thì là thường là gì? Sẽ đi theo con đường tu đạo và gì? Ít cái sự buồn rầu. Nói chung là những người này cũng là sống khá là thoải mái. Đó. Thì bao gồm những ngày sinh là những người sinh vào ngày mùng 3 này, những người sinh vào ngày mùng 9 này, ngày 15, ngày 21 và ngày 27. Tiếp đến là đến ngày sinh là ngày thiên mẫu nhật, đúng không? Ngày thiên mẫu nhật thì bao gồm những người mà sinh vào ngày này thì được vinh hoa phú quý. Gặp được ngày này thì dễ là cái cuộc sống giàu sang và được mọi người trọng vọng. Những người sinh vào ngày thiên mẫu nhật ấy thì là có của ăn của đẻ, đấy. Nó là rất là lớn. Đấy. Thì bao gồm những người sinh vào ngày mùng 4 này, mùng 10, 16, 22 và ngày 28, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xét đến ngày sinh là thiên đế nhật, đúng không? Thiên đế nhật bao gồm những người sinh vào ngày mùng 5, ngày 11, ngày 17, ngày 23 và ngày 29. Thì những người mà sinh vào ngày thiên đế nhật ấy là những người hay chơi với anh em bạn bè nhiều. Đấy. Tức là nhiều bạn bè, nhiều anh em. Những người này tính tình rất là vui vẻ. Đấy. Nhưng mà gì? Bị một cái là gái thì khắc chồng. Đấy. Nếu là con gái mà sinh vào những ngày này thì dễ khắc chồng. Đó. Bao gồm những người sinh vào ngày gì? Ngày thiên đế nhật ấy, thì bao gồm những người sinh vào ngày mùng 5 này, ngày 11, ngày 17, ngày 23 và ngày 29 âm lịch. Đó. Tiếp đến một ngày nữa là ngày cuối cùng là ngày gì? Ngày thiên hoàng nhật. Những người sinh vào ngày thiên hoàng nhật thì là những người thường là bị khắc cha, khắc mẹ, khắc chồng, khắc con. Và gì? Không có chỗ ở cố định, tức là phải đi lập nghiệp ở nơi xa xứ. Đó. Đó là những người sinh vào ngày thiên hoàng nhật, bao gồm những ngày mùng 6 này, ngày 12, ngày 18, ngày 24 và ngày 30. Đó. À, thưa quý vị, thì ứng với mỗi ngày sinh khác nhau thì chúng ta cũng sẽ có một cái số mệnh khác nhau, đúng không? Và cái ngày sinh này thì nó cũng không ai giống ai. Ví dụ như là ngày sinh là thái dương nhật, đúng không ạ? Thì ngày thái dương nhật những người có ngày sinh mùng 1 thì cũng sẽ khác
khác với những người sinh vào ngày mùng 7 và cũng sẽ khác với người sinh vào ngày 13, khác với người sinh vào ngày 19 và khác với người sinh vào ngày 25. Đúng không? Ví dụ ngày mùng 1 đầu tháng là một ngày mà gọi là ngày cực dương ấy, cái năng lượng nó nhiều đó, thì những người này thường là những người mà nói chung là tính tình khá là hiếu động. Khá là hiếu động và gì? Ham chơi. Nhưng mà gì? Họ là những người mà có chí khí, khi mà đã quyết làm việc gì thì thường là lập nên nghiệp lớn. Với những người mà sinh vào ngày Thái Dương Nhật, đúng không ạ? Hoặc là gì? Những người sinh vào ngày Thiên Phụ Nhật chẳng hạn. Thiên Phụ Nhật mà sinh vào ngày 15 là ngày rằm nữa. Thì các cụ vẫn nói đó, trai mùng 1 gái mùng rằm. Thì với những người mà sinh vào ngày 15 ấy, thì cũng có cái số mệnh nó cũng cực kỳ đặc biệt đó. Nhất là và phụ nữ sinh vào ngày rằm. Thì ngày rằm là ngày cực âm, thì lại đúng vào ngày phụ nữ nữa, thì nó nói chung là cái âm khí, cái nữ tính nó càng mạnh nữa. Họ là những người xinh đẹp giỏi giang và biết lo cho chồng cho con đó. Thì tùy theo từng ngày sinh, nó ứng từ ngày mùng 1 đến ngày 30. Mà các bạn sinh vào ngày nào thì các bạn có thể tra cái bảng này để tìm ra cái ý nghĩa của mình và xem xét cái cuộc đời của mình như thế nào. Thì cái ngày sinh ấy, ngày sinh nó chỉ dự đoán một phần nhỏ trong cái số phận của các bạn. Còn nó còn tùy thuộc vào năm sinh, tháng sinh và giờ sinh nữa. Thì chúng ta sẽ lập được một cái lá số tử vi và từ đó xem chúng ta thuộc cung mệnh gì. Đó. Hoặc là một là mệnh vô chính diệu thì vô chính diệu tại đâu, đắc tam không, đắc nhị không, đắc nhất không hay không, đúng không ạ? Hoặc là gì? Thạch trung ẩn ngọc, hoặc là gì? Tử vi cư ngọ vân vân. Đấy, nó có rất nhiều cái số mệnh khác nhau, nó sẽ lập thành một cái lá số tử vi. Và từ cái lá số tử vi thì ông thầy sẽ luận đoán cho quý vị được cái cát hung của cái cuộc đời của mình. Đó. Thì dựa vào ngày sinh, thông qua những cái ngày sinh này thì cơ bản phần nào đó chúng ta cũng sẽ luận đoán được cái tính cách, cái con người và cái xu hướng hành động của chúng ta như vậy. Đấy. Vậy nên là đây cũng là một cái bài tham khảo. Đấy. Ngoài ra thì còn phụ thuộc hoàn toàn vào cái cách quý vị hành xử với cuộc sống như thế nào. Nếu mà các bạn là người tích cực thì cuộc sống khó khăn đến đâu các bạn cũng cứ tư duy tích cực, rồi thì cuộc đời nó sẽ gì từng bước nó đi lên. Đó. Còn nếu các bạn mà cứ trông chờ vào cuộc sống, cứ trông chờ vào cái may mắn thì gì vận số của các bạn cứ mãi mãi bình bình như vậy và khó có cơ hội để phát lên được. Tất nhiên thì cũng vẫn có một số người là ngoại lệ, đúng không ạ? Ngoại lệ thì chúng ta vẫn có cơ hội là đi lên một cách nhờ may mắn, có thể là do nhờ phúc đức của chúng ta tốt, nhờ gì có cơ may có được bạn bè giúp đỡ, cũng nhờ có gì cha mẹ để lại cho một cái gì đó mà chúng ta sẽ có những cơ hội để đi lên, gặp được may mắn hơn những con người khác. Đó. Thì cái phần ngày sinh này nó cũng chỉ dự đoán một trong những cái phần nhỏ cái vận số cái cuộc đời của các bạn. Đấy. Còn tùy thuộc vào cái phúc đức của tổ tiên, cách các bạn hành xử với cuộc sống nào, các bạn có tu nhân tích đức hành thiện hay không. Đấy. Khi mà chúng ta tu nhân tích đức hành thiện và luôn suy nghĩ một cách tích cực thì cuộc đời sẽ trả cho chúng ta những cái điều cực kỳ tuyệt vời. À, vì thế mà khi mà các bạn coi ngày sinh này tốt xấu ra sao ấy, thì các bạn cũng chỉ là một phần tham khảo. Còn tùy thuộc vào cái cuộc sống của các bạn và cái bối cảnh quý vị đang sống để các bạn là chiêm nghiệm lại xem là cái cuộc sống của mình có đúng như vậy không. Và các bạn cũng dựa vào đây để biết cái xu hướng hành động của cái con người mình. Đấy. Mỗi người sinh ra thì đều nằm trong cái trường năng lượng của vũ trụ. Tại mỗi vị trí khác nhau, kể cả anh em sinh đôi ấy, thì cũng có những cái số phận nó khác nhau. Nó không hoàn toàn giống nhau. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái môi trường sống xung quanh và cái tư duy của chúng ta về một việc. Đấy. Đó. À, thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái gì cái phép tầm ngày được viết bởi cái diễn cầm tam thế của tác giả Dương Công Hồng. Thì các bạn có thể tham khảo để chiêm nghiệm cho mình xem có đúng không nhé. À, quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.